Welcome to Bilingual. In this lesson, we will learn how to use the word do to express the English expression I can. So before we start, I want to show you a role play very quick. Tôi chơi guitar được. Tôi không ngủ được. À, tôi hát được. Tôi không ngủ được. Tôi chơi trống được. Tôi không ngủ được. So you can see that in the conversation that we have used được a lot to express the word can. For example, Phi say, tôi chơi guitar được. I can play a guitar. So you put được after the verb phrase to indicate that you can do something. You can also say, tôi chơi được guitar. So được should be at the end of the verb phrase, or it can put immediately after the verb. Okay, both mean the same. So more example. Tôi hát được. I can sing. Tôi chơi trống được. I can play the drums. And that's how you say the sentence in a positive way, a normal statement. How will you say it in negative statement? Do you remember I say tôi không ngủ được? Right, so you put không before the verb to indicate the negativity. I can't do something, right? If I want to ask a question about like can I do or can you do something, how would I ask? You will put the phrase được không at the end. So subject and then verb and then được không. Thường hát được không? Thường không hát được. À, tôi biết mà. Phi chơi guitar được không? Được. Phi chơi guitar được. So you see that when we answer the question, we use được for yes and không for no. Or không được for no. Both không or không được is for no. That's all. And now it's your time to practice. Listen and answer this question. Bạn nói tiếng Việt được không? Bạn nói tiếng Việt được không? That's all. This lesson is part of the Complete Vietnamese course for beginners. If you want to learn more about that course, check on the description. If you find this video useful, like and share. To watch more like this in the future, subscribe and we will see you next time. Chào bạn!